Xin chào mừng các bạn đến với Talk Show Ghế Đỏ. Thì mình và những chiếc ghế của mình đang có mặt ở một khung cảnh hơi khác biệt một chút, một sân tennis. Nhưng mà chúng ta sẽ không gặp một nhân vật liên quan đến thể thao, mà lại là một ca sĩ. Và ca sĩ này thì đã dùng bối cảnh này để quay cho MV mới nhất của mình có tên là Một Năm Sau. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là sau một năm thì chúng ta sẽ gặp ai nhé. Xin chào mừng bạn đến với Talk Show Ghế Đỏ. Đầu tiên thì khách mời Ghế Đỏ bao giờ cũng phải giới thiệu về bản thân mình. Xin chào chị Thùy Minh, cũng như xin chào tất cả các khán giả của chương trình Ghế Đỏ. Đây là một chương trình mà đại nhân đã mong chờ tới ngày ngồi trên chiếc ghế này đã rất lâu rồi. Và khi mà đại nhân nhận được lời mời của chị Thùy Minh thì cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Xin gửi lời chào chính thức tới tất cả mọi người. Mình là đại nhân và hôm nay cảm thấy rất là vui. Cái lý do mà đại nhân đang ngồi trên ghế đỏ này, ngoài cái việc là bạn đã từng là một cựu VJ xuất hiện trên Yan, thì tất nhiên chúng ta quay về cái vai trò chính của bạn là một ca sĩ. Tại sao lại có một cái dự án là Một Năm Sau ạ? Nó có đúng là cái khoảng thời gian một năm và sau đó, hay là có một cái dự án gì về thời gian ạ? Thực ra thì cái dự án mini album Time là một cái dự án mà Nhân với ekip đã ấp ủ và đã cho ra mắt Time 1.0 vào năm ngoái, Trở Lại Tìm Em. Thì năm nay là Time 2.0 nối tiếp cái dự án đó, và sắp tới trong thời gian ngắn thôi chứ không phải là một năm nữa thì sẽ là Time 3.0, sẽ kết thúc cái dự án về những bài hát, những tâm trạng gắn liền với thời gian. Thực ra với Time 2.0 thì lúc đầu bài hát single chính không phải là Một Năm Sau đâu, mà là một bài hát khác. Nhưng mà tại vì đây là một cái bài hát rất là khó để sản xuất nó, và sau đó thì ekip của mình đã quyết định là đẩy bài hát Một Năm Sau lên. Đúng ra nó là sẽ là trong Time 3.0 nhưng mà đẩy lên làm bài chính của Time 2.0. Còn cái tên Một Năm Sau thì là một cái sự trùng hợp, cũng như là một cái gửi gắm là một năm rồi. Đó là cái lý do tại sao Time 2.0 mang tên là Một Năm Sau. Trước khi chúng ta nói cụ thể về cái dự án thì rõ ràng có một cái khoảng thời gian là bản thân Thùy Minh là người theo dõi, không thấy bạn đâu. Để nói thẳng vấn đề là như thế. Đúng rồi. Lý do là gì ạ? Một năm đó Nhân bận nhưng không giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới. Trong thời gian đó thì là Nhân chăm chút cho công ty của mình. Ví dụ như là Nhân nâng cấp phòng thu của mình, đổi toàn bộ hệ thống phòng thu thành một cái hệ thống mới. Nó khó hơn và Nhân cũng phải mất cả năm trời để có thể hoạt động được cái phòng thu đó. Và bên cạnh đó thì Nhân trao dồi cái khả năng sáng tác của mình và Nhân đổi cái phong cách sáng tác của mình. Thực ra Nhân không ra sản phẩm nhiều với công chúng, nhưng mà đại nhân lại thực hiện âm thầm ở sau rất là nhiều, làm cho người khác và làm cho mình để mình có thể chuẩn bị quay trở lại nữa. Thành ra nó mất thời gian là một năm. Một năm thực ra nghĩ lại thì thấy nó dài, chứ thực ra thì chớp mắt là nó đã qua mất tiêu rồi. Và hy vọng là những cái sự chuẩn bị đó của mình thì nó sẽ mang kết quả tốt. Phải thú thực là khi mà Thùy Minh nghe một cái dự án là Một Năm Sau, rồi xem một cái sản phẩm gần như là tung trở lại, có một cái sự tính toán trước đó chẳng hạn, thì mình sẽ nghĩ ngay lập tức là ca sĩ rõ ràng có một cái sự trầm cảm. Cứ tạm gọi là cái sự trầm cảm đó, dịch theo nghĩa của bạn là bạn đang bận rất là làm nhiều cái dự án với những ca sĩ khác. Nếu mà có thể chia sẻ thật hơn cái cảm xúc của bạn trong một năm gần như là rất là ít hoạt động và không tung ra đó thì như thế nào? Phải nói thẳng là hầu như trong năm đó là không có hoạt động, chứ không phải là rất ít hoạt động. Tại vì đối với một người ca sĩ thì hoạt động là sản phẩm âm nhạc. Vì là như Thùy Minh và các bạn biết là đại nhân đi hát cũng đã được một thời gian rồi. Và khi mà mình mới đi hát muốn khẳng định mình thì mình liên tục ra sản phẩm. Cái gì mình nhắm mình làm được là mình làm, mình không bỏ cơ hội. Mình muốn giới thiệu mình cho tất cả mọi người biết. Đó là lý do tại sao mà đại nhân thời gian đầu có rất nhiều bài hát, không có ít như bây giờ. Nhưng khi mà mình đã hát một thời gian rồi thì mình cảm thấy là mình không nhất thiết phải làm như vậy nữa, mình không nhất thiết phải ra sản phẩm liên tục, mình không nhất thiết phải đi họp báo, mình không nhất thiết phải nhận tất cả những lời mời để lên truyền hình hoặc là lên báo chí, mà mình phải chọn lọc lại những cái mà hợp với mình, tại vì mình đã nhận ra được con đường của mình, vị trí của mình và các khán giả của mình rồi. Tại vì con đường của Nhân chọn không phải chỉ là một người ca sĩ ra sản phẩm, mà là một người ca sĩ, một producer. Thành ra là Nhân nghĩ là để đi theo con đường của mình và một cách dài lâu thì những cái gì Nhân đang làm hiện giờ là tốt nhất có thể cho con đường dài đó. Nhưng mà thì mình tò mò là khi mà quyết định quay trở lại thì mình có gặp cái khó khăn, cái sức ép gì như thế nào? Một năm trời không ra sản phẩm, khi mà ra lại thì mình cho dù mình có tự động viên, mình có tự huyễn hoặc bản thân mình như thế nào đi nữa thì cái sức ép gọi là khán giả đã quên mình chưa, họ có đón nhận mình nhiều hay không. Nhất là thời bây giờ là những cái cuộc thi âm nhạc, những cái ca sĩ trẻ rất là nhiều mà họ rất là tài năng, bài hát cũng rất là hay, thì mình cảm thấy rất là lo lắng. Nhưng mà mình bù lại mình rất là tự tin, tại vì một cái sự chuẩn bị trong vòng một năm thì nó không thể nào mà nó có nhiều sai sót được. Vẫn tiếp tục nói về sự chuẩn bị đó, tại sao lại có một cái hình ảnh đại nhân
Như thế này, ai cũng nói rằng là đúng không, bạn đều biết là trên mình nói thẳng đi. Đậm chất Hàn Quốc. Còn nữa, không chỉ như vậy đâu. Fan nói là tại sao fan càng già càng tàn, còn ngoại, mọi người gọi như là ngoại, còn ngoại thì càng già càng tin. Quay trở lại với một năm sau thì Thùy Minh biết hình ảnh của các nam ca sĩ hiện tại là đen tối, nam tính, chững chạc. Cái lứa mà hát thì bây giờ họ đã chững chạc rồi, thì họ đổi phong cách. Thì Nhân lại cảm thấy là những cái hình ảnh MV mà nó lung linh, nó trong sáng, hoặc là nó mạnh mẽ, nó tươi sáng, nó không phải là cái thêm màu trắng đen nữa, thì nó chưa có. Và nhất là cái concept thể thao thì nó càng chưa có nữa. Thế nên là ekip quyết định là Nhân sẽ đi theo cái hình ảnh này trong cái bài hát này. Một bài hát dễ thương lãng mạn, nhưng mà cái concept hình ảnh của nó là trẻ trung năng động. Thì Nhân thấy cái sự tương phản nó rất là hay. Và bên cạnh đó là Trở Lại Tìm Em thì Nhân đã đen tối trước đó một năm rồi, nhưng không làm lại. Đó là lý do tại sao mà Nhân nhìn Hàn Quốc và trẻ trung hơn.